Ngoài phẩm chất bẩm sinh cùng sự khổ luyện kiên trì, hiếm ai biết thành công mà ngôi sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo có được còn nhờ sự hỗ trợ từ công nghệ của NASA. Không quá khi có người ví von, Cristiano Ronaldo đồng nghĩa với thành công trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung. Tiền đạo người Bồ Đào Nha Ronaldo đã giữ vị trí trong hàng ngũ tinh hoa của giới sao sân cỏ suốt 2 thập kỷ, khi tung hoành trong màu áo MU, Real hay Juventus. Bây giờ, dù ở tuổi 38, Ronaldo vẫn tỏa sáng rực rỡ trong màu áo câu lạc bộ giàu tham vọng Al Nassr tại giải vô địch quốc gia Ả Rập Xê Út Saudi Pro League. Một điểm dễ nhận thấy từ sự nghiệp phi thường của Ronaldo là sự bền bỉ, dẻo dai và đặc biệt là số lần chấn thương mà anh gặp phải ở mức độ thấp. Trên thực tế, Cristiano Ronaldo luôn hết sức cẩn thận trong việc phòng ngừa và điều trị chấn thương. Theo tờ Mundo Deportivo, Ronaldo đã sử dụng cỗ máy phục hồi thể chất được nghiên cứu và sản xuất bởi các nhà khoa học của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA. Cỗ máy này được gọi là hệ thống tái tạo VascuPort với công nghệ hiện đại tích hợp trong đó. Một trong những điểm nổi bật từ hệ thống tái tạo VascuPort là nó cải thiện mức độ thể chất bằng cách tái tạo các mô của cơ thể và nhờ đó giúp người sử dụng giảm thiểu việc gặp chấn thương. Đó cũng là lý do thôi thúc ngôi sao Bồ Đào Nha Ronaldo mua cỗ máy này để sử dụng tại nhà riêng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ chuyên gia thể lực. Tờ Mundo Deportivo trích dẫn nguồn tin thân cận từ ngôi sao từng 5 lần giành quả bóng vàng như sau. Nếu cảm thấy đau ở cơ, bạn hãy sử dụng VascuPort và sẽ cảm nhận được lợi ích thiết thực mà nó đem lại. Với Ronaldo, đó thực sự là vật bất ly thân trong suốt thời gian qua. Mặc dù không tiết lộ cụ thể, song theo nhiều nguồn tin, cựu ngôi sao MU đã phải chi ra khoản tiền kha khá để sở hữu cỗ máy này mà anh tán dương là kỳ diệu và làm nên những điều phi thường trong việc cải thiện thể lực. Nhắc tới Ronaldo, không thể bỏ qua việc tiền đạo hiện khoác áo Al Nassr đã áp dụng khá nhiều công nghệ để duy trì thể lực. Một trong số đó là công nghệ oxy cao áp giúp tăng lượng oxy trong máu, làm lành và thúc đẩy sự tái sinh của các mô tế bào. Theo đó, khả năng phục hồi chấn thương được diễn ra nhanh chóng hơn so với các phương pháp thông thường. Đó là nhờ các tế bào gốc, các tế bào tủy sống được kích thích hoạt động bằng cơ chế điều hòa nitric oxit. Bên cạnh đó, Ronaldo còn sử dụng liệu pháp áp lạnh để trị liệu sau các trận đấu. Đây là liệu pháp áp lạnh toàn thân, bao gồm việc đứng trong buồng được làm lạnh âm 100 độ C, điều trị một số tình trạng liên quan đến cơ và khớp. Ngoài ra, nếu đang tìm cách giảm viêm, tăng cường trao đổi chất, tăng cường hệ thống miễn dịch và phục hồi tốt hơn sau khi tập luyện, thì liệu pháp áp lạnh được coi là một trong những phương pháp điều trị tốt nhất. Kỷ luật và chăm chỉ giúp Ronaldo vẫn duy trì được phong độ ở tuổi 38. Camera an ninh ở phòng gym của câu lạc bộ Al Nassr phát hiện Cristiano Ronaldo vẫn miệt mài tập luyện sau khi đồng đội đã ra về. Hôm 25 tháng 8 vừa qua, Ronaldo ghi hat-trick giúp Al Nassr đánh bại Al Fateh 5-0 ở vòng 3 Saudi Pro League. Đây là chiến thắng đầu tiên của Á quân mùa trước sau 2 trận toàn thua. Bên cạnh Ronaldo, tân binh Sadio Mane ghi 2 bàn. Sau trận đấu, Ronaldo đã nắn lại để tập thêm thể lực trong phòng gym. Camera của phòng tập phát hiện tiền đạo 38 tuổi đang tập cơ chân một mình. Đoạn video sau đó được đăng lên Twitter và gây sốt. Tài khoản được cho là nhân viên của câu lạc bộ Al Nassr viết cùng với video. Cristiano Ronaldo tập gym một mình sau trận đấu tối qua khi tất cả cầu thủ khác đều đã ra về. Sự tận hiến của anh thật khác biệt, một người bình luận. Ở tuổi 38, khi hầu hết cầu thủ đã treo giày, Ronaldo vẫn ở trong phòng gym để cải thiện bản thân và đóng góp cho câu lạc bộ. Bạn sẽ không tìm thấy cầu thủ thứ hai như anh ấy trong lịch sử. Thêm một tài khoản nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Ronaldo. Trong thế giới của Ronaldo, chúng ta chỉ là đang sống trong đó. Một người khác khẳng định, vấn đề không phải là tranh luận ai là cầu thủ hay nhất. Ronaldo, 38 tuổi và có tất cả, không huấn luyện viên nào xếp anh ấy dự bị, kể cả khi Ronaldo không ghi bàn. Tâm lý và sự quyết tâm đã đưa anh đi xa như ngày hôm nay. Ronaldo không chỉ là nguồn cảm hứng trong bóng đá mà còn có sức ảnh hưởng ngoài đời. Ronaldo nổi tiếng về ý thức tập luyện và gìn giữ cơ thể. Ở tuổi 38, anh vẫn là trụ cột ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời nắm giữ hàng loạt kỷ lục như cầu thủ ghi bàn cấp đội tuyển quốc gia nhiều nhất mọi thời, cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 5 vòng chung kết Euro và 5 kỳ World Cup. Hồi tháng 1, Ronaldo ký hợp đồng với câu lạc bộ Ả Rập Xê Út Al Nassr đến năm 2025 sau khi chia tay Man United vì bất đồng.
anh được cho hưởng mức thu nhập 200 triệu đô mỗi năm, gồm lương, thưởng, chi phí quảng bá. Trong nửa cuối mùa 2022-2023, CR7 ghi 14 bàn sau 19 trận, nhưng đội bóng của anh không giành được danh hiệu nào. Tuy nhiên, hôm 12 tháng 8, cựu tiền đạo Real và Man United ghi cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Hilal 2-1 để vô địch Ả Rập Club Champions Cup. Đây là danh hiệu đầu tiên của Ronaldo từ khi tới Ả Rập Xê Út, là quốc gia thứ 5 mà anh thi đấu sau Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha và Italy. Video đến đây là hết rồi. Bạn có thích video này không? Nếu thấy hay, hãy để lại một like và comment cho chúng mình biết nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.